Xin chào các bạn, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn có thể bảo quản thức ăn ngũ cốc cho các bé hamster, nó sẽ được lâu hơn nếu như mà các bạn để lâu khoảng 1 đến 2 tháng trở đi nha. Thì đối với thức ăn ngũ cốc cho hamster, ngay cả các bạn mua những cái loại thức ăn hãng nó đóng bịch kỹ tới chừng nào đi nữa mà các bạn bảo quản thức ăn không tốt thì nó đều bị ẩm mốc hoặc là bị mọt gạo, những cái con mọt gạo nha các bạn. Thì bản chất của những cái hạt nông sản, hạt ngũ cốc á, thì nó hay bị hai cái tình trạng đó. Và đặc biệt hơn là vào những cái ngày mưa bão như thế này thì không khí lúc nào nó cũng ẩm ướt hết. Vì thế là các bạn bảo quản không kỹ hoặc là không biết cách bảo quản thì thức ăn đảm bảo nó sẽ bị mốc hoặc là bị mọt gạo rất là nhanh nha các bạn. Và công việc đầu tiên mà sau khi các bạn mua thức ăn cho hamster về, các bạn khua bịch ra mà cho hamster nó ăn không hết thì các bạn tuyệt đối là không cột bọc. Thì cột bọc thì nó cũng kín đấy, nhưng mà nó không đảm bảo kín hoàn toàn và không khí nó có thể vào được nha các bạn. Thì thay vào đó thì các bạn khua bịch ra rồi thì các bạn hãy tìm cho mình một cái hũ nhựa nào nó to to một tí. Rồi các bạn để cái bịch những cái hạt ngũ cốc đó vào hũ nhựa đó và các bạn đậy kín lại. Và khi nào các bạn cho hamster ăn thì các bạn chỉ cần mở nắp và múc thức ăn ra cho hamster nó ăn thôi. Đối với cái hũ thức ăn ngũ cốc thì các bạn để ở cái chỗ nào cho nó cao và thoáng mát một tí, và các bạn không để nơi mà có ánh nắng chiếu trực tiếp vào. Và đặc biệt là các bạn không để ở trong những cái hạt ngũ cốc này trong tủ lạnh nha các bạn. Thì có nhiều bạn khắc phục cái việc mà bị mọt gạo bằng cách là các bạn để vào tủ lạnh, nhưng cái điều này là nó sẽ không tốt. Thì khi mà hamster nó ăn những cái hạt ngũ cốc nó bị lạnh và ẩm ướt á, thì có thể là gây cái bệnh tiêu chảy cho hamster. Vì thế là tuyệt đối là các bạn chỉ cần để vào hũ nhựa. Các bạn có thể để thêm một cái bịch hút ẩm phía bên trong cũng được, còn không có thì cũng không sao nha các bạn. Và đối với những cái bịch thức ăn mà các bạn mua bên shop mình thì mình đều có tặng kèm thêm mỗi cái bịch hút ẩm phía bên trong mỗi bịch thức ăn luôn. Các bạn có thể đổ vào và để kèm theo cái bịch hút ẩm đó vào hũ nhựa luôn nha. Và để cái thức ăn ngũ cốc này nó được bảo quản lâu hơn, không bị mọt gạo, không bị ẩm mốc, thì các bạn lưu ý là canh khoảng thời gian là khoảng 1 tháng. Thì các bạn đem tất cả các hạt ngũ cốc này ra, các bạn để lên chảo, các bạn rang nóng sơ qua. Và lưu ý là các bạn chỉ rang nóng thôi và các bạn đảo đều thôi, tránh cái những cái hạt ngũ cốc này nó bị khét. Các bạn không có rang thêm bơ hoặc là những cái hương liệu khác để tránh việc là hamster nó ăn nó bị tiêu chảy, hoặc là nếu như mà các bạn rang thêm bơ thì nó thường là nó có dầu thực vật phía bên trong thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến thức ăn rất là nhiều nha. Các bạn chỉ cần rang nóng bằng chảo nóng và các bạn dùng tay các bạn khuấy đều thôi. Và đây là cái cách hiệu quả và tiết kiệm nhất mà dành cho những bạn nào mà nuôi hamster số lượng ít nhưng mà mua thức ăn về bảo quản lâu á, thì các bạn có thể áp dụng cách này nha. Nó vừa hiệu quả mà vừa tiết kiệm cho các bạn nữa, và thức ăn nó luôn đảm bảo an toàn cho hamster của các bạn ăn hàng ngày luôn. Và video hướng dẫn bảo quản thức ăn của mình sẽ kết thúc ở đây. Còn đây là thức ăn siêu bổ công thức mới bên shop mình, đảm bảo đầy đủ hết tất cả các chất dinh dưỡng cho hamster của các bạn ăn hàng ngày luôn. Và giá vẫn như cũ nha các bạn, chỉ 40.000 bịch nửa ký thôi. Đợt này thì mình có trộn thêm cá sợi này nè. Và đặc biệt là mình không có trộn bánh chó và cắm cá. Vì thế là những bạn nào mà không thích cho hamster ăn hai cái món đó thì các bạn có thể ghé qua ủng hộ shop mình bịch thức ăn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.